Sau tin đồn thất thiệt liên quan đến Sắc Bình, Á hậu Hoàng Kim Chi bỗng trở thành nhân vật được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Mọi động thái của cô nàng đều được dân tình chú ý đến. Thời gian qua, Sắc Bình bất ngờ bị nghi đang hẹn hò cùng người đẹp Hoàng Kim Chi. Thông tin này đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Ngay lập tức, cô đã lên tiếng giải thích nhấn mạnh, đây là thông tin không có thật. Người đẹp còn khóa bình luận trên một số nền tảng mạng xã hội để tránh tiếp nhận những bình luận tiêu cực. Và ngay sau, ông xã doanh nhân của Phương Anh cũng đăng tải trên trang cá nhân, mong mọi người không bị dẫn dắt bởi tin giả và những bài viết chiêu trò núp bóng ẩn danh. Mới đây, Hoàng Kim Chi chụp màn hình một số bình luận khen ngợi từ phía cư dân mạng về sự nỗ lực của cô nàng trong hành trình chinh phục vương miện danh giá. Người đẹp hạnh phúc tâm sự, dẫu rằng mình không có bồ, nhưng mình có các bạn yêu, những người luôn nhớ các dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời mình, mãi yêu. Qua dòng trạng thái này, cô nàng được cho là đang ngầm khẳng định bản thân hiện chưa có bạn trai. Trước đó, khi vướng vào tin đồn tình ái với Sắc Bình, Hoàng Kim Chi liên tục thể hiện sự bức xúc và nhiều lần đính chính thông tin này. Cụ thể, cô từng cho biết bản thân không liên quan đến chuyện tình cảm giữa Sắc Bình Phương Anh. Thời gian vừa qua, người đẹp khá bận rộn với việc học tập và mệt mỏi vì gặp phải những ồn ào không đáng có. Bây giờ lên mạng dễ đặt người khác vào drama để câu view vậy à? Năm ngoái mình không lên tiếng vì mình chỉ muốn tập trung cho việc học. Vừa mới comeback được 2 tuần thì lại lôi mình vào những drama không liên quan. Mọi chuyện tưởng chừng đã đi đến hồi kết khi cả hai phía đều đã lên tiếng phân trần. Tuy nhiên, động thái liên tục minh oan của Hoàng Kim Chi trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả lấy làm lạ. Cụ thể, người đẹp Quảng Trị lại tiếp tục lên tiếng trên story trang cá nhân. Khiếp mấy chị, người ta đã đính chính 2 chiều rồi mà vẫn không chịu tha cho người ta. Cứ muốn biến không thành có, chịu. Chèn thêm lời bài hát, yên bình có quá đắt không? Hay thậm chí trước đó, Kim Chi cũng liên tục cập nhật bài viết đính chính của Sắc Bình trên tất cả mọi nền tảng mạng xã hội với những dòng trạng thái đầy minh oan. Nhiều người bày tỏ ý kiến rằng, chuyện cũng đã sáng tỏ. Nếu sự thật đã được phơi bày, thì nàng Á hậu không nên quan tâm quá nhiều như thế nữa. Được biết nguồn cơn của sự việc xuất phát từ việc Kim Chi đăng tải một video clip trên TikTok với nội dung yêu người tên Bình. Tuy nhiên cô giải thích rằng tại thời điểm đó nhân vật tên Bình được nhắc đến là ca nhạc sĩ Trịnh Thăng Bình. Gặp nhau tại một chương trình truyền hình, nhiều khán giả gán ghép Trịnh Thăng Bình và Hoàng Kim Chi nên mới dẫn đến những câu chuyện sau này. Hoàng Kim Chi sinh năm 1997, cô từng tham gia các show truyền hình như Người ấy là ai, chọn ai đây. Sau đó Kim Chi cũng ghi danh ở Miss Grand Việt Nam 2022, Hoa hậu Hòa bình 2022 nhưng không thành công. Tiếp theo, Kim Chi góp mặt tại Miss Earth Việt Nam 2023, Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2023 và giành ngôi vị Miss Fire, tương đương danh hiệu Á hậu 3. Trước khi giành danh hiệu Á hậu 3, Hoàng Kim Chi vốn được một bộ phận khán giả biết đến qua những video xu hướng trên nền tảng TikTok. Cô nàng khá cởi mở và thoải mái chia sẻ những video hướng dẫn mẹo làm phụ kiện thời trang, làm tóc và trang điểm. Nhờ sự khuyên nhủ động viên của khán giả, người đẹp mới quyết định đi thi Hoa hậu và may mắn có sự nổi tiếng nhất định.